Xin chào mừng anh em quay trở lại với bản tin dân chơi của Tô Channel. Bản tin luôn cung cấp những thông tin nóng trên mạng xã hội cũng như về cộng đồng dân chơi trong và ngoài nước. Để không bỏ lỡ những điều hay ho, anh em nhớ subscribe kênh và bấm vào nút chuông nhé. Không để anh em chờ đợi lâu, bản tin ngày hôm nay gồm những tin chính sau đây. Sau ô nhiễm không khí, Hà Nội phải đối mặt với ô nhiễm nguồn nước. Clip người cha đánh con nhỏ bầm tím mặt mũi và phản ứng của dân cư mạng. Bà Tân bị lốc sốc vì nhận nhiều gạch đá từ cộng đồng. Hà Nội không phải đón những siêu bão kinh hoàng như Nhật Bản vừa phải hứng chịu, nhưng người dân vẫn phải gồng mình hứng chịu ô nhiễm nước sinh hoạt sau cơn bão không khí bẩn và độc thủy ngân. Phải nói rất lâu rồi, người dân Hà Nội mới lại thấy cảnh dòng người lũ lượt rủ nhau đi xách nước từ xe bồn. Không khác gì khung cảnh thời bao cấp. Người ta chia sẻ bức ảnh đó rất nhiều trên mạng xã hội, không phải với một tâm trạng hồ hởi, thương nhớ ngày xưa, thay vào đó là cảm xúc buồn rầu, xen lẫn tức giận và thất vọng. Vì ô nhiễm nguồn nước sông Đà, nước sinh hoạt tại nhiều khu vực bị nhiễm styren là chất có trong dầu thải. Hàm lượng styren cao gấp 1,3 đến 3,65 lần bình thường nên cực chẳng đá mới phải xếp hàng rồng rắn đi lấy nước như vậy. Trong buổi họp báo trả lời khiếu nại của cử tri về ô nhiễm nguồn nước ngày 15 tháng 10, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch thành phố Hà Nội cho biết việc ô nhiễm xuất phát từ một xe tải 2,5 tấn bơm dầu thải đổ trộm ra khe núi của khu vực xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Do Hòa Bình có mưa lớn, dầu từ khe núi chảy xuống suối rồi chảy vào kênh dẫn nước của nhà máy. Hệ quả là nước ô nhiễm chảy vào trong hệ thống lọc nước của nhà máy, rồi vào hệ thống nước sinh hoạt của người dân. Điều đáng nói hơn cả là sự vô trách nhiệm của công ty cấp nước sông Đà. Theo Chủ tịch Hà Nội, công ty này phát hiện việc đổ dầu trộm từ ngày 8 tháng 10 nhưng không có báo cáo, cũng không có hành động gì liên quan để ngăn chặn số dầu này cứ để trôi vào nhà máy, dẫn đến ô nhiễm nguồn nước. Để khắc phục sự cố trên, công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà đã phối hợp với Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam tiến hành nạo vét đất đá bị nhiễm dầu tại khu vực đổ dầu thải dọc suối Bằng ra đến hồ Đầm Bài, dùng phao chuyên dụng chặn hút váng dầu. Hiện nay váng dầu đã được ngăn chặn, không chảy vào nguồn nước của nhà máy sông Đà. Đồng thời, công ty đã đóng nguồn cấp nước, tiến hành sục xả toàn bộ đường ống, các bể bơm tăng áp trên toàn tuyến dẫn. Công việc này đã hoàn thành vào chiều ngày 16 tháng 10 năm 2019. Đến chiều tối ngày 17 tháng 10, nguồn nước đã được cấp trên tất cả các cơ sở nhận nước của công ty cổ phần nước sạch sông Đà và mọi người có thể tiếp tục sử dụng để tắm giặt. Nhưng khuyến cáo của các cơ quan chức năng thì ngoài việc tắm giặt, nguồn nước từ nhà máy nước sạch sông Đà vẫn chưa thể dùng để ăn uống. Để đáp lại nhu cầu sử dụng nước của người dân, hiện công ty nước sạch Hà Nội vẫn tiếp tục sử dụng xe tét để cấp nước sạch miễn phí theo nhu cầu của người dân, đồng thời cấp nước bằng các bình nhựa 20 lít cho các trường mầm non, tiểu học trong khu vực bị ảnh hưởng. Sự việc ô nhiễm nước vẫn đang được khắc phục một cách triệt để nhằm đem lại nguồn nước sinh hoạt cho người dân, cũng như điều tra làm rõ sai phạm của những cá nhân tổ chức có liên quan đến sự việc trên. Những thông tin tiếp theo sẽ liên tục được Tô Channel cập nhật và đưa đến anh em một cách sớm nhất. Tạm gác lại chuyện nước nôi ô nhiễm, chúng ta hãy cùng đến với một thông tin cũng về ô nhiễm nhưng về ô nhiễm về đạo đức, về nhân cách, để cùng xem cái ô nhiễm nào thì nguy hiểm hơn. Như các cụ nhà ta ngày xưa vẫn thường có câu: thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nhưng trong xã hội hiện nay thì liệu điều này có còn đúng hay không? Rạng sáng ngày 17 tháng 10, trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông có biểu hiện say xỉn, ra tay tát một bé trai khá mạnh, khiến nhiều người phẫn nộ. Theo dõi đoạn clip cho thấy, cậu con trai nhỏ bị bố giữ chặt tay, bắt đứng trước mặt rồi liên tục tra hỏi, quát mắng, rồi dùng tay tát bố bốp lên mặt đứa bé. Khi người vợ vì quá thương con nên đã gào khóc van xin tha cho đứa bé, thì nhận lại được sự dọa dẫm: mày có tin tao giết nó không? Người vợ chỉ biết kêu, không thể phản kháng lại được. Đến ngay cả hàng xóm sang căng ngăn sự việc sai trái, mà cũng bất lực trước những hành động cùng phát ngôn đậm chất chí phèo của đứa trẻ. Sau khi xem được đoạn clip, có nhiều người bày tỏ phẫn nộ trước hành động vũ phu tàn bạo với cậu con trai nhỏ. Đồng thời nhiều người cũng lo lắng nếu phải sống chung với một người cha thường xuyên rượu chè, thường xuyên đánh đập con cái như vậy, không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mà còn tạo tiền đề xấu và gây ảnh hưởng đến tâm lý của cậu bé. Danh tính của người cha này nhanh chóng được xác định là Đoàn Tý, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, hiện đang làm việc cho một công ty trong khu công nghiệp Mỹ Tho. Trước cách dạy con theo hướng bạo lực của ông bố trong clip, Đàm Vĩnh Hưng cũng không thể không lên tiếng khi xem được những hành vi sai trái, bạo lực của người đàn ông này.
nam ca sĩ cho rằng ông bố trẻ là một trong những kẻ vô lương tâm, độc ác, máu lạnh, cần phải cách ly ngay khỏi xã hội trước khi được pháp luật trừng trị. Đáng chú ý, Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố sẽ tặng giải thưởng là 20 triệu đồng cho ai tát vào mặt người đàn ông trong clip liên tục giống như cách người này tát cậu con trai. Điều kiện Đàm Vĩnh Hưng đưa ra để người được 20 triệu là phải quay lại clip. Rất nhiều bình luận ủng hộ cũng như hưởng ứng cho status dạy dỗ người bố mất nhân tính này. Và không để anh Hưng cũng như cộng đồng mạng phải chờ đợi lâu, chiều ngày 17 tháng 10, các anh hùng hảo hán, quần hùng tứ phương đã tề tụ rất đông đủ trước xóm trọ nhà anh Đoàn Tý với khí thế cao ngút trời, không khác gì một buổi hoa sơn luận viếng. Mở đầu đoạn clip là cảnh hàng chục người đàn ông hô to: "Bắt được nó rồi anh em ơi!" Giữa vòng tay ưu ái của đám đông là ông bố trẻ trong clip đang ngồi ôm mặt bó gối, máu mũi có đôi chút tuôn rơi. Thấy sự việc ồn ào ngay giữa đường gây cản trở giao thông, một số người đề nghị đưa ông bố trẻ này vào ghế ngồi để tiếp tục nói chuyện. Lúc này, cả nhóm xông vào túm tóc đấm đá tới tấp, nhưng ông bố trẻ chỉ dùng tay che chắn, im lặng chịu trận chứ không dám phản kháng. Người bố bạo hành chỉ biết ôm mặt xin tha và giải trình với lý do đêm qua đi nhậu quá say. Có thể nói một pha vuốt má hội đồng có thể khiến ông bố trẻ tỉnh rượu luôn đấy. Mà tuyệt nhiên khi bị đánh, không thấy ông bố trẻ dọa đánh ai hay giết ai như lúc đánh đập vợ con. Thế mới lạ chứ anh em nhỉ. Chỉ to mồm ở cái xó nhà chứ ra đường thì lại phải trật tự như cún con no sữa ngay. Cái loại mà chỉ dùng nắm đấm để đánh vợ đánh con thì quá là hèn, không tính tiền phải không anh em nhỉ. Ngay sau khi đoạn clip ông bố bị đánh được đăng tải, rất nhiều người tỏ ra hả hê cho rằng ông bố trẻ xứng đáng nhận được một bài học, để sau này dù có nhậu say như thế nào thì về nhà cũng không dám hành hạ, chút giận lên người vợ con. Nhưng cũng có ý kiến không hài lòng với những việc hành hung, đánh đập của nhóm người trên. Ông bố trẻ với nỗi đau bị vài chục người đánh hội đồng, liệu có đau đớn bằng việc bị cả cộng đồng mạng ném đá rất nhiều ngày qua hay không? Chúng ta hãy cùng nhau đến với một thông tin, một vlogger bị dân cư mạng ném đá về việc lừa dối người xem cũng như tham lam quá độ. Những ngày vừa qua, bà Tân Vlog bị ném đá rất nhiều bởi nội dung đang đi đến giai đoạn thoái trào. Theo đó, kênh liên tục đăng tải những clip, nếu không quảng cáo quá nhiều thì cũng là kết hợp nguyên liệu hổ lốn, khiến người xem vô cùng phản cảm. Mới nhất là vào ngày 12 tháng 10, bà Tân giới thiệu món cháo yến khổng lồ. Người xem cho rằng bà sẽ hướng dẫn cách nấu cháo bằng gạo, kèm theo công thức riêng. Tuy nhiên, ngay từ đầu video, hình ảnh một loạt các gói cháo ăn liền dành cho trẻ em được xếp chồng lên nhau đã khiến khán giả vô cùng khó chịu. Cùng với đó, cháo được chế biến kèm trứng vịt lộn cũng không thuyết phục được khán giả. Trong video, bà Tân luộc chín trứng vịt lộn, tách vỏ, sau đó bà Tân xé các gói cháo ăn liền đổ vào nồi nước sôi để pha chế. Sau đó, bà cho trứng vịt lộn vào nồi cháo, rồi mời các khách mời thưởng thức ngay. Sau khi đăng tải video, bà Tân Vlog nhận về không ít gạch đá từ cộng đồng mạng. Họ cho rằng cách nấu cháo quá sơ sài khi sử dụng cháo ăn liền. Với việc kết hợp với trứng vịt lộn cũng không khiến món ăn có thể trở nên hài hòa. Bên cạnh đó, bà Tân bị chỉ trích là gian dối về nguyên liệu khi chỉ sử dụng 40 quả trứng mà lại nói thành 50 quả. Những người trước kia càng khen bà Tân bao nhiêu thì bây giờ lại chuyển sang chỉ trích và thất vọng về bà bấy nhiêu. Họ chê đồ ăn bà Tân nấu là một chuyện. Sau đó còn có người gửi tâm thư đến bà và cậu con trai Hưng Vlog với hy vọng hai người sẽ cứu lấy kênh YouTube có quá đông người theo dõi này. Hy vọng bà Tân sẽ vượt qua được những sóng gió lần này và đội ngũ ekip làm kênh bà Tân Vlog sẽ có cái nhìn đúng đắn cũng như định hướng lại nội dung chương trình để không làm mất lòng những người đã theo dõi, mến mộ và ủng hộ kênh bà Tân Vlog. Còn các anh em có ý kiến gì về những clip gần đây của bà Tân Vlog? Hãy comment phía dưới phần bình luận nhé! Và thông tin về vụ gạch đá siêu to khổng lồ với kênh bà Tân Vlog đã khép lại bản tin dân chơi ngày hôm nay. Anh em nhớ like, subscribe kênh để ủng hộ đội ngũ làm chương trình, cũng như để lại ý kiến cá nhân của mình ở phần bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong bản tin dân chơi số tiếp theo.